형 운동 자주 해? Anh có thường xuyên chơi thể thao không?응, 나 축구 자주 해. Có, anh thường xuyên chơi bóng đá.너는? 너 축구해? Còn em có chơi bóng đá không?아니, 난 테니스만 해. Không, em chỉ đánh tennis thôi. Anh có thường xuyên chơi thể thao không? Có, anh thường xuyên chơi bóng đá. Còn em có chơi bóng đá không? Không, em chỉ đánh tennis thôi.여기 자주 와? Cậu có thường xuyên đến đây không? 여기 음식 맛있다. Đồ ăn ở đây ngon quá. 여기는 유명한 레스토랑이야. Đây là một nhà hàng nổi tiếng. 난 가족과 함께 여기 자주 와. Tớ thường xuyên đến đây với gia đình. Cậu có thường xuyên đến đây không? Đồ ăn ở đây ngon quá. Đây là một nhà hàng nổi tiếng. Tớ thường xuyên đến đây với gia đình. 무엇을 도와드릴까요? Tôi có thể giúp gì ạ?저는 아동복을 찾아요. Tôi tìm quần áo trẻ em. "아동복은 2층에 있어요." Quần áo trẻ em ở tầng 2. 이쪽으로 가시죠. Mời chị đi hướng này. Tôi có thể giúp gì ạ? Tôi tìm quần áo trẻ em. Quần áo trẻ em ở tầng 2. Mời chị đi hướng này. 그 가방에 뭐 들었어? Trong cái cặp sách đó có gì?
두꺼운 책한 권. Có một quyển sách dày. 그리고 연필 두 자루가 있어. Và có hai cây bút chì. 나 연필 한 자루 빌려줘. Cho tớ mượn một cây bút chì. Trong cái cặp sách đó có gì? Có một quyển sách dày. Và có hai cây bút chì. Cho tớ mượn một cây bút chì.